mẹ và bà á, bà thì không có lân lầu ba một lần nào cả, với vậy bà không có biết là bà hút thuốc lá. Mẹ thì lúc thì có hay nhưng mà không có nói ạ. Dạ em cũng có khuyên rất là nhiều lần nhưng mà cũng chưa ba chưa có thực hiện được. Ba không phải là nói là sẽ hứa là sẽ thực hiện được, nhưng mà trong cái suy nghĩ mình nghĩ á là người đàn ông ấy có thể thực hiện được, chứ không phải là không thực hiện được, nhưng mà có thể là không phải trong giai đoạn này, cho cơ hội từ từ. Nhưng mà ba có chia sẻ về cái khó khăn của ba không? Thì có lần ba nói với con gái em nghe là ba bỏ thì cũng phải từ từ. Ngoài cái chuyện hút thuốc lá thì chuyện chơi game cô thấy cũng cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe theo như con ghi trong tờ giấy này, thì tại sao con giải thích cho cô hiểu được không? Cái do chơi game á, là mọi cái theo con nghĩ là ba chơi game thì ba chỉ xả stress thôi. Cái do mỗi khi mà ba đi làm về á thì ba rất mệt nên ba chỉ xả stress bằng cách đó thôi. Nhưng mà con nghĩ á, là nó sẽ có một cái cách khác để xả stress có lợi hơn cho sức khỏe mình, nhưng không phải là mình chơi game nữa, hoặc mình có thể là tập thể dục thể thao nè. Hay. Vậy theo con thấy là cái vấn đề nào là con mong muốn ba thay đổi trước tiên giữa hai chuyện là hút thuốc lá và chơi game? Dạ, cái trước kia là con muốn cho ba là giảm hút thuốc lá lại trước ạ.